Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Trần Kiệt Vlog. Trong video này thì mình sẽ trải nghiệm hầm Thủ Thiêm. Đây là đường hầm vượt sông Sài Gòn và là đường hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á. Đây là một công trình rất quan trọng, là tuyến đường nối giữa quận 1 của thành phố Hồ Chí Minh và khu đô thị mới Thủ Thiêm của thành phố Thủ Đức. Tuyến đường hầm này chạy dưới lòng sông Sài Gòn. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn đồng hành cùng mình nhé. Vị trí hiện tại của mình là ở nút giao An Phú thuộc thành phố Thủ Đức. Và trước khi vào chủ đề chính là hầm Thủ Thiêm thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm ngắm nhìn con đường đại lộ Mai Chí Thọ nối từ nút giao An Phú đến cửa đông hầm Thủ Thiêm nhé các bạn. Bây giờ trước mắt chúng ta đó chính là cửa đông của hầm Thủ Thiêm. Vị trí mình đang đi đó là nằm trong khu vực của khu đô thị Thủ Thiêm, nằm trên bán đảo Thủ Thiêm thuộc thành phố Thủ Đức. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong hầm Thủ Thiêm để trải nghiệm bên trong đường hầm nhé. Sau đây mình sẽ giới thiệu một số thông tin về hầm Thủ Thiêm.
thì hầm Thủ Thiêm còn được gọi là hầm vượt sông Sài Gòn. Đây là công trình đường hầm qua sông đầu tiên của Việt Nam. Hầm Thủ Thiêm nhìn từ trên cao sẽ thấy có lối vào với thiết kế là hình chữ U và hai chiều lưu thông được tách biệt hoàn toàn. Với độ cao là 9m, tổng chiều dài của hầm Thủ Thiêm là 1.490m, với 5 phần chính bao gồm hai lối vào hầm 400m, hai nhánh và miệng hầm 700m và phần chìm 24m dưới lòng sông dài 370m. Hầm được xây dựng với vật liệu chính là bê tông cốt thép, có thể chịu đựng được các tác động tương đương với động đất 6 độ Richter và duy trì chất lượng trong 100 năm. Công trình trọng điểm này là một phần trong dự án đại lộ Võ Văn Kiệt kết nối quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với đại lộ Mai Chí Thọ, khu đô thị mới Thủ Thiêm của thành phố Thủ Đức. Công trình này được khởi công vào ngày 31 tháng 1 năm 2005 và khánh thành vào ngày 20 tháng 11 năm 2011, được thông xe chính thức vào ngày 21 tháng 11 năm 2011. Giao thông trong tuyến đường hầm này gồm hai chiều và mỗi bên có 3 làn xe cho 2 làn xe ô tô và 1 làn xe máy. Vận tốc vận hành tối đa là 60 km/h với ô tô và 40 km/h với xe máy. Khi qua đường hầm, yêu cầu không bóp còi xe và phải bật đèn chiếu gần. Đường hầm là cầu kết nối hai bờ sông, giúp giảm tải cho cầu Sài Gòn, đồng thời làm động lực cho sự phát triển của thành phố. Công trình được đánh giá là hầm vượt sông hiện đại nhất Đông Nam Á. Nguồn vốn đầu tư từ hỗ trợ phát triển chính thức ODA của chính phủ Nhật Bản, có vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Tổng thầu thi công là liên doanh các nhà thầu Nhật Bản. Tuyến đường mới qua hầm Thủ Thiêm rút ngắn thời gian từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây lẫn miền Đông. Hầm Thủ Thiêm góp phần trong việc tạo thành mạng lưới giao thông khá hoàn chỉnh ở phía Đông, giảm áp lực cho giao thông trung tâm và tạo sự phát triển mạnh cho thành phố Thủ Đức. Ngoài việc kết nối thành phố Thủ Đức với quận 1, hầm Thủ Thiêm còn kết nối các quận lân cận như quận 7, quận Bình Thạnh và quận 4. Theo dự kiến, mỗi ngày hầm sẽ có 40.000 ô tô và 10.000 xe máy tham gia lưu thông. Sau khi ra khỏi cửa Tây hầm Thủ Thiêm thì chúng ta đã đến với đại lộ Võ Văn Kiệt nằm tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng mình trải nghiệm hầm Thủ Thiêm, hầm đường bộ vượt sông lớn nhất và hiện đại nhất Đông Nam Á. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.